thông điệp ngẫu nhiên về tình yêu dành cho siêu trăng đầu tiên của năm. Và mình chỉ nói điều cần nói chứ không phải nói điều bạn muốn nghe. Vì đây là trải bài chung, mình hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách là cởi mở nhất. Sau đây là trải bài của các bạn. Qua đây các bạn sẽ tìm thấy được những cái điểm yếu trong tình yêu của chúng ta là gì, và các bạn sẽ cải thiện nó như thế nào. Và các bạn có là 5 gậy, các bạn có 9 ly và các bạn có The Hierophant. Trong trải bài về tình yêu, khi lá 5 gậy đã xuất hiện không phải là dấu hiệu tốt. Nó nói về cái chuyện là bạn đã xảy ra giữa bạn và người yêu cũ có những vấn đề hiện tại bạn vẫn không giải quyết được. Và cái điều này liên quan đến sự không chung thủy của người đó. Và quan trọng là bạn cần phải có những bằng chứng rõ ràng, bởi vì bạn có những cái khúc mắc rất là nhiều mà bạn chưa giải tỏa được. Khi mà bạn đang quen cái người đối tượng cũ này thì họ cũng được những người khác theo đuổi rất là nhiều. Do đó khi quen họ, bạn cạnh tranh rất là cao. Cái vấn đề bạn cần phải học hỏi là bạn phải quyết định xem liệu điều đó có đáng để bạn bỏ công sức vào hay không, hay là bạn nên tìm một đối tượng tiềm năng khác xứng đáng với mình hơn. Và điều bạn cần học là bạn phải thật sự cảnh giác. Có thể ai đó mới đáng xâm hại đến cái việc tình cảm cá nhân của bạn để họ đạt được lợi ích riêng. Mong là bạn sẽ tiếp tục công bằng và giữ khoảng cách phù hợp để bạn có thể thoát khỏi sự ganh tị hiềm khích của họ. Và mình biết là bạn đã bị những cuộc nói xấu sau lưng, những lời đàm tiếu gây ra tổn thương và căng thẳng cho bạn rất là nhiều. Nhưng bạn nhớ là bạn phải cố gắng vượt qua nó để nó không làm nó làm tổn thương bạn. Hãy giữ cho bản thân mình trong sạch và không chịu cúi đầu trước kẻ khác. Hãy để cho mình cao cả và cuối cùng điều đó sẽ đến cho bạn một kết cục rất là tốt đẹp. Và lá bài chính ly này xuất hiện trong hiện tại là những gì rắc rối trong cuộc sống, trong quá khứ thì bây giờ đối với bạn nó không quan trọng nữa. Và bạn hiểu được rằng cái gì bạn có ngày hôm nay nó sẽ đem lại cho bạn những gì. Và bạn được học hỏi rất nhiều bài học từ những cái chuyện quá khứ. Và để cải thiện cái tình trạng hiện tại của mình, bạn hãy đem những cái trí tuệ mà bạn có được, những trải nghiệm cũ, bạn áp dụng vào tình trạng hiện tại sẽ giúp bạn có một cái vận may sống tích cực hơn hẳn. Và cần tự nhủ bản thân mình là cần phải cẩn thận với những điều mình mong ước, cũng như là cẩn thận với những mối quan hệ mà bạn đang có. Và có nhiều cơ hội đang mở ra trước mắt bạn, nhưng mà bạn đừng có quá sa đà vào nó nhé các bạn. Nếu bạn đang trong mối quan hệ thì đây là một dấu hiệu rất là tốt, bởi vì bạn có một mối quan hệ đang trong giai đoạn rất lành mạnh. Bạn và nửa kia đang đồng lòng để cùng nhau hướng về tương lai. Nhưng mà hãy chắc chắn rằng hai người phải dành thời gian để có sự hòa hợp, và hãy biết tận dụng những khoảnh khắc tốt đẹp nhất trong khoảng thời gian này nha các bạn. Nếu như các bạn đang tìm kiếm người yêu thì các bạn phải ra ngoài thì bạn sẽ tìm được người yêu lý tưởng nha các bạn ha. Định mệnh đang ở ngoài đường chứ không phải trong nhà đâu các bạn ơi. Hãy để đầu óc mình cởi mở và hãy để cho nó tự động ở chế độ kiếm bồ, sẵn sàng gặp những mối quan hệ mới. Và cái lời khuyên trong tương lai cho các bạn là khi bạn đang trong mối quan hệ cho ai đó thì các bạn đừng có trao cái quyền lực của mình cho họ, bởi vì như vậy bạn sẽ vô trách nhiệm với đời mình, và bạn để cho người khác dẫn dắt cuộc đời mình là không được nha các bạn. Và có thể trong tương lai bạn sẽ gặp một cái mối quan hệ tình yêu nó bị cổ điển và truyền thống, nhưng mà cái vấn đề này nó sẽ làm bạn không hạnh phúc. Nhưng bạn phải nên suy nghĩ tích cực hơn. Cái việc mà phá vỡ một hoặc là hai nguyên tắc truyền thống không phải là vấn đề gì lớn hết á, bởi vì bạn xứng đáng được hạnh phúc và cũng không có ai hoàn hảo hết. Khi mà các bạn đang trong một quan hệ hạnh phúc thì nó đang nói rằng bạn nên nghĩ đến một cách tiếp cận truyền thống với mối quan hệ hơn, như là hôn nhân và chăm sóc gia đình. Bởi vì bản thân cái lá bài này nó muốn bạn hướng về tình cảm gia đình nhiều hơn,
là bạn đi tìm kiếm những ai khác ngoài cái mối quan hệ hiện tại của các bạn. Vì bạn sẽ có một cái mối quan hệ rất là truyền thống, cổ điển ở phía trước. Do đó là các bạn phải giữ cho mình tuân thủ hay những cái quy định thích nghi để hòa nhập với cái môi trường mới, với người yêu mới. Và bạn hãy làm những gì mà người đó mong đợi ở bạn, cũng như là bạn sẽ cống hiến sức lực của mình để cho cái mối quan hệ được tốt hơn. Và cũng lá bài cũng cho thấy bạn đang có một cái sự khởi đầu. Bạn có được những cái gì thứ bạn mong đợi thay đổi trong cuộc đời mình. Thì cái người bạn gặp, đây là một cái người rất là hình mẫu mà bạn ước mong từ xưa giờ. Bạn nên theo dõi và học hỏi họ. Nhưng mà bạn phải biết rằng á, bạn phải xem là những cái gì mà bạn đáng học từ người đó. Từ đó bạn phải tạo ra giá trị và niềm tin riêng của mình. Bởi vì bạn phải cần giữ cho mình cân bằng nhất có thể. Cái việc mà làm thỏa mãn hay làm theo người đó không phải là quan trọng. Quan trọng nhất là bạn biết mình cần gì và muốn gì. Và tiếp theo là thông điệp của các thiên thần muốn gửi đến cho các bạn là linh hồn của các bạn sẽ được hạnh phúc chỉ khi nào các bạn thực sự đắm chìm sự tận hưởng trong mọi các giác quan của mình. Và các bạn phải hòa mình vào trong cái sự phúc lạc thực sự. Khi mà cái nguồn suối của phúc lạc này, nó sẽ tiếp tục nuôi dưỡng những cái gì bạn cần muốn có trong cuộc sống này. Khi bạn muốn đặt cái việc bạn tập trung vào tất cả những cái tình huống trong hiện tại và ở ngay cái bạn thời điểm đó, khi mà bạn biết cho đi và nhận lại trong tất cả mọi tình huống, đó là những gì bạn phải cần làm trong cái thời điểm này cũng như trong tương lai. Cái việc bạn sẽ giữ được cân bằng khi các bạn có một quan hệ mới hay trong tất cả mọi việc, cái việc bạn cho đi là tốt, nhưng cái việc bạn nhận lại cũng là một điều rất là quan trọng. Đây chính là cái thông điệp mà vũ trụ muốn đón gửi cho các bạn. Bạn phải thực sự hạnh phúc với nội tâm của mình, hạnh phúc với bản thân mình, thì những cái khác nó sẽ hạnh phúc theo. Mình mong là các bạn sẽ thực hiện theo những cái điều bạn cần phải cải thiện trong tình yêu. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Rất biết ơn các bạn và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi chức khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.